Vâng, chung kết cho bên mình, đây là Babylon cho màu 2. Baby Maxi, họ là AC Hitty. Ở trong trận đi đấu vừa rồi cũng rất khó để cho Thầu có thể lấy được nhà game thủ Hitty, nhưng mà nhà game thủ Gunny thiết kế những chiếc nhà bia trên dốc và thế cũng rất đẹp. Góc 12 giờ và nhà bia trên dốc. Baby Maxi. Gunny là gầm hit. Và AC trong tay game thủ Long Lê. Alo. Vâng, ta quay trở lại với trận đấu chung kết dành cho các game thủ bên BB Club ở trong trận đấu này. Một map đầu Baby Mark. Vâng, ai đây? Màu 3 đó chính là game thủ Long Lê. Một tình huống vẩy e như này cũng sẽ làm cho Long Lê mất đi cái vị trí đóng nhà BG đẹp. Vâng, Thầu đang cố gắng. Ok, được luôn, hay em ơi. Hay rồi. Vâng, gõ cái. Gõ xây cái cho bạn thốn luôn. Và vẫn đang cố gắng ăn quả dành cho thủ Long Lê trong tuần này. Vâng, như vậy là Thấu quyết định đầu tư thêm một cái nhà BE nữa. Giờ bên kia Long Lê là người cầm AC đi ăn. Đang ăn chung bãi quả và game thủ Thủy Văn Thấu đang không cho game thủ Long Lê ăn tuần này. Mình vẫn còn một bãi quả nữa. Tốt luôn. Vâng, cùng xem tí nào. Vâng, chào anh Nguyễn Thái, chào anh Mạnh Nguyễn nhé, chào anh Quân Hoàng nhé, và xin chào tất cả anh em. Vâng, xin chào đến 100 anh em khán giả đang theo dõi trận đấu trên fanpage của thủ Thủy Bàn Thầu. Và đây là bài Maxi cho tay game thủ Tý. Trận này Tý sẽ là người đầu cánh với thủ Gunny. Vâng, làm gì đã toang anh ơi. Hello anh Vụng Trống nhá. Toàn thắng với hòa, anh em cứ gán cho Mark ôm bom. Chịu anh Bụng Trống ấy, chịu ông Bụng Trống. Nào xem kích đời bao nhiêu cho ông thủ Michael Tý nào.
Vâng, BM và BL như vậy là vẫn đang hở một cái khe gáy để dân đang luồn lách ở đây cho dễ, ăn vàng cho nó mắc binh. Kích đời trong đầu 11 cho tí map này. Không biết trận này Long Lê lên đời như nào, Max C lên đời không sớm. Vâng, như vậy là game thủ Gunny là người lên đời sớm nhất map. Bài thầu cũng kích đời rất muộn màng với con Babylon. Bao nhiêu đây? 11 rưỡi à? Hơn 11 rưỡi, 11.33 này, 35. Nào quay trở lại tí nào. Hy vọng là sẽ chém thật tốt cánh bên này. Hình như sẽ là đi chéo sang cánh của thủ Long Lê. Vâng, đẩy chéo hay là đẩy thẳng cánh đây? Và khả năng là Gunny đánh cung và chắc là khung nhà. Đây đây, vẫn tọt vào được. Vào luôn, vào luôn. Đây là bãi vàng bên trong của game thủ người cầm Acerian. Có lẽ tí sẽ thiết kế cho mình một cái nhà BI hay là BK, ta chờ đợi. Và như vậy là thêm một cái nhà BL dâng lên đây nữa. Một bài đấu dâng L sát sườn luôn. Vạn Hoang thêm cho mình một bãi quả. Những đơn vị chém sẽ chảy lên nhà cái thủ Gunny là rất sớm. Và quay trở lại với cánh của thủ bàn thầu, không biết là em có gặp vấn đề gì hay chưa. Thầu thắng là 27/40. Mình có cảm giác bài đấu này khi bị ăn tranh thì khả năng game thủ Long Lê cũng sẽ yếu yếu đấy. Đây là mỏ gỗ của đối phương. Ui rồi, lên đời 3 rồi cả. Hóa 3 sớm nhỉ. Rồi, đang dùng những tên bắn giật của mình. Một bài đấu mà game thủ Long Lê lên đời sớm hơn so với thủ tiểu bàn thầu ở trong đời 3. Lên đời trước khoảng hơn 10 giây trong game. Những tên điều tê vẫn đang rất khéo léo. Tập trung. Vâng, để có thể ăn nhiều dân nhất có thể. 3 dân của game thủ người cầm 13 nằm xuống ở trong tên đi tê vừa rồi. Một con tê là vô cùng hiệu quả. Ôi rồi. Ở bên này thì quay lại một cái thấy tí bị khoáng hết sạch đạo dân ăn quả luôn. Nhói nhở. Ông vừa quay sang cái là thấy những con dân màu 8 đang nằm ngã ngửa tại cái bãi quả rồi. Chưa gì đã thấy nằm phơi háng lên tại cái bãi quả này rồi. Một bài đấu 4A dành cho game thủ Gunny. Bãi vàng vẫn đang hở. Rất may là tuần vừa rồi game thủ Long Lê không đi qua. Một bài đấu mà Long Lê không có dân, không có giò, nhưng mà thả những con lạc đà tương đối hay. Rồi họ đi thả đúng ngay vào cái bãi quả của bãi hươu của game thủ tí luôn. Hay quá nhở. Tham Lai 18/44, nó quay trở lại máy thầu cái. Tham Lai 33. Còn đây là dân của cái thủ Long Lê này. Long Lê đang rất tập trung chém dân của cái thủ 18 và không chạy dân tờ này. Cố gắng đưa về một cái kèo đấu thầu solo với cái thủ Gunny nào. Cố. Một bèo đấu Babylon cố solo với con Hitty. Chất quân sẽ là cửa dưới hơn, nhưng mà tôi hy vọng là với những cái bài đấu trâu của mình thì thầu sẽ giành chiến thắng. Cố gắng để đưa về trận đấu chung kết cái. Ở bên cánh này thì Long Lê cũng là người không nên bánh xe. Nào bắn dân cẩn thận, Gunny có tình huống đi vòng. Biết ngay mà, ôi dồi. Và như vậy là Gunny đang gọi hội. Game thủ Long Lê và game thủ Gunny đang muốn quay bắt tân cung giờ này của thủ tiểu bàn thầu. Nào end. Một tình huống mà các game thủ của bạn quay bắt và hình như thầu mất khoảng tầm 4-5 đơn vị cung rời dân vừa rồi. Tham Lai 50/64. Tí thì sao? Tham Lai 9/8/40 thôi. Đang có 4 con chém và 4 con dân. Còn bên xung quanh đang rất đông lạc đà game thủ người cầm màu 3. Vâng, Tham Lai có lẽ sẽ bị đè khi mà tí là người bị mất tham. Tham Lai về 8 thôi. Đây là máy của TMT. 54/68. Chờ đợi một trận đi đấu tỏa sáng ý thì thầu. Một
bài đấu mà thầu em sẽ cân đôi người cầm AC cũng như cân đôi người cầm Hitty luôn. Thật ra trận này nói cân đôi hơi, cân đôi thì nói chung là hơi bốc phét một chút, vì tầm này thì game thủ MOBA cũng gọi là không khỏe rồi, chỉ còn lạc đà nhiều. Cân 1.5 đi, cố gắng cân nốt gắn đi thời điểm này. Rất nhiều lạc đà của thủ Long Lê. Và bây giờ khả năng Gunny sẽ đằng sau, và đội bạn có lẽ sẽ muốn ốp game thủ từ bàn thầu trong tình huống này. Bên này game thủ Tí bị mất timeline, chắc là đội bạn sẽ ốp. Lại là một bài đấu nữa mà thầu em om gỗ hơi nhiều. Và những cái bài đấu cung của thầu sao đã om gỗ nhiều nhỉ. Rồi Tí quyết định quit rồi, timeline hơi khó. Và như vậy ta để thua trong set đầu tiên với tỷ số là 1-3. Và ta chờ đợi đến với những xe đấu đi bật nha anh em ơi.